các bạn đó là cây mướp mây lóc người Long An, cuộc sống người Long An. Đây hôm nay vợ chồng bạn đang xài là xài nhà đó các bạn. Đây còn xài chín cây các bạn, hai trái luôn, một trái bị chà bá luôn, một trái chín cây với một trái xài sống các bạn. Bây giờ vợ mình gọt ra các bạn, vợ mình đi gọt ra quất hết miếng trước rồi, bây giờ mình dình lụm thêm miếng luôn đi. Ừ. Đúng rồi. Cái là chín cây là phải. Ba thấy là hai xà già. Cái đó gì đem mua về để nó từ từ nó chuyển chín chứ không mua xài chín. Giống như chồng đi mua mít vậy. Chồng mua mít thì mít sống đâu mua chín đâu, chín mít mua lắm. Ấy ngon. Rồi chứ nhìn cái xài là đã mà, bự không? Bự hơn bằng tay của vợ mình nữa. Mà dính cây ngon quá vậy. Ừ. Nãy cầm hái vô vợ đó. Nó xài hôm nay em để lâu lắm rồi. Hai cái xài của vợ tôi để dành, hôm nay không dám không cho tôi ăn hái ăn mà tôi thèm. Tôi me hoài luôn á, mà cho tôi canh luôn. Trái kia cũng hồm hồm rồi đó. Hai đứa chơi. Hồi chiều em phát hiện ra nằm trên đây. Em hiện ra nó hồm rồi nè. Chứ thôi là để còn để nữa. Ừ. Mà để gì ăn không đi. Ừ. Thôi còn trái thì sống là cũng bự đó các bạn. Đó. Rồi giờ tôi gọt muốn nổi luôn. Chứ cũng quá nặng quá. Xét ấy luôn mà. Ừ. Còn cho nữa ha. Xẻ ra. Xẻ ra 4 miếng. Ăn xài sao sống vậy, mình khoái ăn xài sống, còn vợ mình khoái ăn xài chín nha các bạn. Rồi tôi để tôi làm ra. Rồi ngon nè, rồi mời các bạn ăn cùng mình nha các bạn. Cùng hai chồng mình luôn. Rồi. Nghe vậy. Coi. Chua đã vậy. Cái chua nó có bột bột.
chua nó cũng tính nó ngọt cây mẫu á. Ở dạ này ăn thì nó không ngon, vàng vàng chín mới ngon. Ủa, chợ trên đây này cái này ngoài kia ngoài gặp mấy hàng rào quá, cây xài đó ngon thì ngon, thì nó ngon á, mà chín biết ngon không? Cái sao bỏ ăn ở trắng kìa, cái sao anh cũng muốn vậy? Mình có hai tầm này dạng là có nó cứ độ bộ ngon tới nó được dành một cầu với chồng nha. Mình móc nó lấy cái dọc cũng vào nít lên luôn. Dập cái chua đó. Ủa, tại mà tỏ nó dập á. Nó rớt cũng dập quá, nó chua ghê. Cái đậu nào nó hết vậy? Không muối. Tụi mấy mà. Cái này giờ ngồi cái thứ đợi đồng bây giờ. Thank you.
Cảm lại bạn vui vẻ. Cảm ơn bạn đã tâm tình với người lắm. Chắc đăng ký kênh ủng hộ các bạn. Có nhìn chạy qua. À, cay quá. Hơi cay.